sát Tết, Tổng Trọng đang ngắc ngoài cũng không được yên. Chuyện chiếc xe ô tô của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh bật đèn ưu tiên, bấm còi hộ, chớp đèn khẩn cấp làm nóng mạng xã hội trong những ngày giáp Tết, Nguyên Đán, Giáp Thìn. Trên thực tế, chuyện này đã xảy ra từ ngày 2 tháng 2 nhưng bị thổi bùng lên vào ngày 7 tháng 2. Theo báo Hà Tĩnh, vào ngày 6 tháng 2, một phóng viên của tạp chí Công nghiệp Môi trường, ông T đã bị phạt hành chính tới 4 triệu đồng do đưa tin vừa kể trên. Thông tin về vụ việc trên VTC News. Trang VTC News vào ngày 7 tháng 2 đưa tin xôn xao xe biển xanh bật còi ưu tiên hơi đón người thân ở sân bay. Bản tin cho biết vào sáng ngày 7 tháng 2, mạng xã hội xuất hiện clip với hình ảnh về chiếc xe ô tô biển xanh thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh mang biển kiểm soát 38A06688 nền xanh chạy vào sân bay Vinh ở Nghệ An đón khách. Đáng chú ý, sau khi vào sân bay, chiếc xe này đã bật đèn ưu tiên và còi hơi để yêu cầu các phương tiện nhường đường. Sự việc khiến nhiều người bức xúc. Thông tin vừa kể trên đã khiến cho mạng xã hội dậy sóng, nhất là mới đây có sự việc Giám đốc Công an Hà Tĩnh đã tùy tiện tha cho một người thợ sau vi phạm nồng độ cồn bất chấp quy định, khiến công luận cho rằng Vương quốc Hà Tĩnh là xứ sở vô luật pháp. Có ý kiến cho rằng chị Hà quá đỉnh, xe đẹp, biển số đẹp nhưng hành vi thì không đẹp chút nào. Ông Kim Văn Chính, cựu giảng viên của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, trong xã thuốc mới đây, đất nước ơi, trên trang cá nhân, đã cảm thán đại ý. Bộ máy cồng kềnh ăn lương dân, đóng thuế, xe công, lắp còi ưu tiên để đi làm việc riêng, bảo sao đất nước không nghèo. Ai bầu họ đây, họ làm gì cho nhân dân mà ăn lương, ngân sách như vậy? Facebook Hồ Nghĩa thì đưa ra nhận xét, mới là chức phụ nữ tỉnh nghèo Hà Tĩnh, một nhâm nhận trợ cấp ngân sách khoảng 6.000 tỷ đồng để cứu đói, mà sử dụng xe công, lắp đèn, còi ưu tiên, đi lại, làm cản. Việc bà Nguyễn Thị Lệ Hà mới chỉ là hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh, một chức vụ quèn mà còn lộng quyền đến như thế, thì những vị trí cao hơn trong tỉnh còn lộng hành đến bao giờ? Bà Hà biện minh về việc chiếc xe công biển số xanh của Liên hiệp Hội Phụ nữ tỉnh lắp còi và đèn ưu tiên khác khi cho rằng đã nhiều lần nhắc nhở tài xế tháo ra, tuy nhiên khi chưa làm xong thì xảy ra sự việc. Bản thân bà Hà cũng chưa từng yêu cầu cấp dưới lắp còi đèn ưu tiên lên xe của cơ quan mình, là hành vi chạy tội với mục đích đổ tội cho tài xế theo đúng quy trình. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Trần Tuấn Anh rất thân thiện. Giới quan sát thấy rằng việc thổi bùng sự kiện này rõ ràng là một âm mưu chính trị nhằm tấn công vào phe Nghệ Tĩnh, một phe đang thắng thế trong cuộc đua nhân sự để thay thế cho chức vụ Tổng Bí thư của Nguyễn Phú Trọng. Trên mạng xã hội, vụ bê bối của bà Hà được ví là học theo gương của cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vào năm 2019. Khi đó, ông Trần Tuấn Anh đã bố trí xe của Văn phòng Bộ Công Thương vào sát chân cầu thang máy bay ở sân bay Nội Bài để mà đón vợ theo tiêu chuẩn của lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Sau đó, ông Trần Tuấn Anh đã phải gửi thư chính thức công khai xin lỗi công luận về việc kể trên. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người được cho là chẳng biết sống chết ra sao, đã vắng nhiều tuần qua. Trong bài viết Vì sao Ủy viên Bộ Chính trị Trần Tuấn Anh ngã ngựa, tác giả Phạm Vũ Hiệp đăng trên trang Tiếng Dân viết lộ như sau. Việc Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, bị mất tất cả các chức vụ về vườn đuổi gà cũng không lấy gì làm lạ. Việc Tuấn Anh ngã ngựa hôm nay đã được dự báo khi mà các đối thủ toan tính, ủ mưu từ rất lâu. Theo đó, rắc rối đến với Trần Tuấn Anh bắt đầu từ năm 2010 khi ông cặp kè với người đẹp Thủy Hương. Bà Thủy Hương là người đã qua mấy lần đò, là tâm điểm, là khởi nguồn của mọi rắc rối trong Tuấn Anh sau này. Bản thân ông là thái tử đảng, lại hào hoa và sống ở Mỹ nhiều năm, có địa vị xã hội, lắm tiền, hoạn lộ phơi phới, đã ly hôn, nên nhiều gái đẹp vây quanh. Chuyện ông chọn một phụ nữ U50 đã có hai con, nhiều thị phi như bà Thủy Hương làm vợ, xem ra cũng rất chịu chơi. Vì vậy ông bị đồn thổi là ăn chơi, gái hú, xài tiền như nước. Bà Thủy Hương cũng được thêu dệt sống vàng son như quý phi. Điều kể trên theo công luận là vi phạm một trong những quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam về việc các lãnh đạo nêu gương. Theo đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 10 năm 2018 đã
đã từng yêu cầu. Lãnh đạo phải nghiêm khắc với bản thân và cương quyết chống việc vợ hoặc chồng, bố mẹ, con, anh chị em ruột lợi dụng chức vụ, quyền hạn, uy tín của mình để vụ lợi. Theo giới quan sát, vụ việc sử dụng xe công đưa đón của bà Hà ở Hà Tĩnh có nhiều điểm tương đồng vụ trước đây ông Trần Tuấn Anh. Điều đó cho thấy hai vụ việc có mối liên hệ với nhau và thực chất là chiêu thức nhất tiễn hạ song điều của các cá nhân và phe nhóm trong nội bộ của Đảng nhằm tấn công phe Nghệ Tĩnh, một bệ đỡ trung thành của ông Tổng Bí thư Trọng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình tiếp của Thời báo.de với bản tin sát Tết Tổng Trọng đang ngắc ngoài, bữa trưa được yên. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Chạy tội cho Trần Tuấn Anh là bằng chứng ông Tổng đốt lò, chọn củi. Vào ngày 31 tháng 1, ông Trần Tuấn Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương, đã được Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cho thôi tất cả các chức vụ theo đơn xin nghỉ vừa được Trung ương Đảng chấp nhận. Như vậy, Trần Tuấn Anh là Ủy viên Bộ Chính trị thứ 3 bị loại khỏi Bộ Chính trị khóa 13, tức là năm 2021-2026. Sau ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Phạm Bình Minh cũng phải ra đi. Về lý do chấp nhận để ông Trần Tuấn Anh nghỉ, theo thông cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng đó là ông Tuấn Anh phải chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để xảy ra nhiều vi phạm tại Bộ Công Thương, nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật, bị xử lý hình sự, bị xử lý kỷ luật đảng và hành chính. Cựu Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã hạ cánh an toàn. Nội dung thông cáo trên lập tức gây cơn bão trên các diễn đàn chính trị và mạng xã hội. Đa số ý kiến cho rằng kết luận này không phản ánh đúng với bản chất của vụ việc, mang tính tránh né và bào chè. Trên thực tế, những sai phạm của ông Trần Tuấn Anh theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương là hết sức nghiêm trọng, cần phải khởi tố hình sự và bắt giam đối với ông thì mới thỏa đáng. Theo Facebook, Nguyễn Thiện từ Thành phố Hồ Chí Minh viết ý kiến trên trang Facebook cá nhân, nhận xét rằng nếu thủ tướng hay một phó thủ tướng để một bộ do mình chịu trách nhiệm xảy ra bê bối, nếu vị lãnh đạo đó không trực tiếp gây ra sai phạm thì xử lý trách nhiệm chính trị của người đứng đầu bằng cách cho họ thôi chức, tôi nghĩ là thuyết phục. Nhưng để hàng loạt chuyện xảy ra tại một bộ trong thời gian dài của Bộ Công Thương gây hiệu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, nguy cơ thiệt hại rất lớn tiền, tài sản của nhà nước, lãng phí nguồn lực xã hội, dư luận bức xúc mà bảo Bộ trưởng chỉ chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu, còn cấp dưới thì xử lý hình sự thì không cách nào thuyết phục được tôi. Đồng tình với ý kiến của nhà báo Nguyễn Thiện, số đông để cho rằng kết luận của Ban chấp hành Trung ương hoàn toàn trái ngược với kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Trần Tuấn Anh. Kết luận của Ban chấp hành Trung ương đồng nghĩa với việc ông Trần Tuấn Anh đã rũ sạch mọi tội lỗi. Ông chỉ chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu, tương tự như hình thức kỷ luật với cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Nghĩa là ông Tuấn Anh hoàn toàn không liên quan đến các sai phạm nghiêm trọng trong kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Điều việc kể trên càng chứng minh cho thấy ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ lợi dụng việc chống tham nhũng để mà đấu đá, thanh trừng lẫn nhau trong nội bộ của Đảng. Còn những kẻ tham nhũng là tay chân của lãnh đạo Ban chỉ đạo chống tham nhũng hay những cán bộ lãnh đạo có mối quan hệ tốt với ông Nguyễn Phú Trọng thì lại vô can. Ông Nguyễn Phú Trọng là người đã giới thiệu và bây giờ giới quan sát nhận xét rằng rõ ràng Tổng Trọng đốt lò theo cách có lựa chọn, chỉ nhắm vào những người có biểu hiện không tuân thủ hay chống đối lại cá nhân ông. Điều đó cho thấy hoàn toàn không có chuyện công cuộc chống tham nhũng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, như Tổng Trọng vẫn từng tuyên bố. Đánh giá về ông Trần Tuấn Anh lâu nay, dư luận xã hội cho rằng ông là một chính trị gia trẻ tuổi nhưng đã có rất nhiều bê bối về đạo đức, khiến cho dư luận xã hội hết sức bất bình. Điển hình, vào tháng 1 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã gửi thư chính thức công khai để xin lỗi công luận về việc cho xe công vụ của Bộ Công Thương đến tận chân cầu thang máy bay để đón vợ con, theo cách thức đón các lãnh đạo cấp cao của Đảng. Trước đây không lâu, trên mạng xã hội đã không ít lần rộ tin rằng đương kim Ủy viên Bộ Chính trị
trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đã bị khởi tố và bắt tạm giam, song giới thạo tin thì khẳng định Trần Tuấn Anh là con trai Chủ tịch nước Trần Đức Lương, là ân nhân, là người đã giúp ông Nguyễn Phú Trọng trở thành Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam trong nhiệm kỳ đầu tiên tại Đại hội Đảng khóa 11, nên sẽ bình an vô sự. Một phiên tòa xét xử các quan chức tham nhũng. Từ trước tới nay chưa từng có tiền lệ về việc khởi tố, bắt giam đối với con cái của tứ trụ. Phải chăng đó là lý do cho bộ máy lãnh đạo của Việt Nam gần đây đã có rất nhiều cá nhân không xứng đáng, không đủ phẩm chất, trình độ, năng lực nhưng vẫn được bổ nhiệm, chiếm giữ nhiều vị trí quan trọng và lãnh đạo ở đây? Đó là những lý do khiến cho công cuộc chống tham nhũng của Tổng Trọng không hiệu quả. Càng chống thì tham nhũng càng phát triển. Nó như nấm mọc sau mưa vậy. Pháp luật phòng chống tham nhũng của Việt Nam đã quy định rất cụ thể, rõ ràng. Vậy tại sao ông Trọng không chủ trương áp dụng triệt để và nghiêm ngặt mà lại coi chống tham nhũng là ta tự đánh ta? Để rồi không phải cứ xử nặng mới là tốt, cách chức hết tất cả mới là tốt. Từ đó ông dung túng cho Trần Tuấn Anh là một ví dụ điển hình. Phải chăng có một chủ trương lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với phương châm chống tham nhũng để nuôi tham nhũng? Bất kể quốc nạn tham nhũng ở Việt Nam hiện nay đã và đang là một khối u ác tính, đã di căn ở giai đoạn cuối. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin chạy tội cho Trần Tuấn Anh là bằng chứng Tổng Trọng đốt lò chọn củi. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de.